Trọng vẫn đang bán một số sản phẩm như thịt trâu, thịt lợn gác bếp, tôm rừng sấy khô, mật ong khoái rừng, mật ong nuôi tự nhiên, gia vị chảm chéo, măng phơi khô, cây nhân trần khô. Quý vị khán giả có nhu cầu mua các sản phẩm trên kênh, xin vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0583 183 868 hoặc 0964 015 390. Trọng xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Trọng. Hiện tại thì hai vợ chồng mình đang ở thị trấn Tùa Chùa của tỉnh Điện Biên mọi người ạ. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ đưa mọi người đi khám phá một cái phiên chợ rất là đặc sắc ở đây nhé. Phiên chợ này sẽ được họp mỗi tuần một lần vào đêm thứ bảy mọi người ạ. Ngày hôm nay thì Trọng sẽ chia sẻ cho mọi người xem một cái khung cảnh bà con ở đây buôn bán rất là nhộn nhịp. Và đặc biệt là phiên chợ này sẽ được họp vào buổi tối nha mọi người nhé. Bắt đầu từ tầm khoảng 6 đến 7 giờ tối cho đến khuya luôn mọi người. Đấy, ở đây thì bà con bán rất là nhiều những cái đồ như là cây đun nước này mọi người này. Ở đây là cây cỏ mấu mọi người, cây cỏ mấu này. Cái này là dạng cây không phải loại dây. Bình thường ngày trước thì Trọng hay gửi cho mọi người là loại dây nhé, còn đây là loại cây nhé mọi người nhé. Đây là dây gì nhỉ? Đây là dây gì đây anh ơi? À chú ơi. À tắc kè đá. Bên này là dứa rừng nhé mọi người nhé. Quả dứa rừng này. Quả này thì mọi người lấy về là có thể là ngâm rượu nhé. Đây là những cái cây dược liệu bà con người Mông họ mang xuống đây để bán nhé mọi người nhé. Bên này nữa này. Cái đấy là cái gì vậy cô? Bên trong đấy là cái gì vậy cô? Trong ống đấy là cái gì vậy ạ? À, sâu tre. À, sâu tre ạ. Dạ. Mình ở xa đây không ạ? À, nó ở xã Hội Mía. À, xuống đây xa không cô? Xuống đây xa không? Trả tiền cái cây thập điệp kia này. Cái gì kia? Đi mấy triệu. Sâu tre thì mọi người sẽ đựng vào ống này nhé mọi người. Đây là gì đây? À, đây cũng là cây thuốc này nhỉ? Cây thuốc này. Mình xuống đây xa không cô? Một tiếng đồng hồ em ạ. Một tiếng đồng hồ ạ? À? À. Ôi ôi. Bên đấy. Dạ. Thế là mình... là ở chỗ nào mà... À, cháu ở tận... Cháu ở tận Hòa Bình cơ. Đúng rồi, chứ nhìn thấy lầm nào. Dạ, dạ, vâng. Hôm nay mới lên tới đây ạ. Trên này chưa có người nào... Dạ, dạ. Đây, cô đang bán. Cháu chúc cô bán đắt hàng nhá. Dạ. Phía bên này nữa này. Dạ, dạ, cháu cảm ơn ạ. Đây là sâm đúng không ạ? Đây là sâm đương quy nhé mọi người nhé. Rất là nhiều luôn. Những củ sâm đương quy rất là to này. Đó, cái này thì mọi người có thể lấy về để ngâm rượu nha. Mình sẽ để nguyên phần củ như này để cho vào bình rượu. Nó rất là đẹp mọi người ạ. Phía bên này nữa này. Rất là nhiều các cây thuốc dược liệu này. Có chị này bán lai chim, bán sâm luôn à. Đây là sâm Ngọc Linh nhé mọi người. Sâm Ngọc Linh thì đang rất là hot trong dịp gần đây này. Cái này thì gọi là cây củ tắc kè. Cái này có phải củ tắc kè không? Mình gọi là củ tắc kè đá đúng không ạ? Dạ, cái công dụng của nó là gì không? Dạ, đun nước uống ạ. Cái này thì hỗ trợ gì ạ? Cái này thì đun nước thì nó hỗ trợ cái gì không? Dạ, dạ, vâng ạ, bổ thận tráng dương. Cái này gọi là củ, chính xác là củ nhá mọi người nhá. Củ tắc kè đá này. Nó hay bám ở đá mọi người ạ. Rất là nhiều dược liệu măng này. Cái này thì măng là măng, măng mầm phơi khô được mọi người ạ. Tiếp tục là cây dược liệu này. Đó, đây là một cái phiên chợ mà Trọng thấy nó rất là đặc sắc. Tại vì là ở đây thì bà con bán rất là nhiều các loại cây dược liệu. Và đặc biệt là chợ phiên này thì sẽ được họp vào buổi tối. À, cái này là cái củ mà hôm trước mình đào ở trong rừng ấy đúng không? Cái củ nó chặt ra nó sẽ tím tím này. Cái này ở trên này mọi người gọi là củ gì cô? Cái gì cơ ạ? Thông rong ạ. Dạ. À, cái công dụng của nó là gì cô?
À đâu dạ dày ạ? Ung thư ạ. Dạ vâng ạ. Nói chung là cái công dụng chính của nó là hỗ trợ như các căn bệnh liên quan đến dạ dày mọi người ạ. Đây này, tiếp tục là dứa rừng này. Ở đây thì Trọng thấy là bà con bán rất là nhiều cái loại củ gọi là củ tắc kè đá này nhá. Lan này, lan rừng mọi người ơi. Đó, phía bên này nữa này. Đi tiếp tục sang bên kia đi em ơi. Ở đây thì mọi người không chỉ là bán trực tiếp ở đây mà còn bán online đúng không người? Còn live stream bán ở trên mạng này nhá. À, ốc đá này. Ở trên này thì vẫn còn ốc đá mọi người ơi. To quá. Lấy con này. Cái này mới là ốc đá này. Cái này mới là ốc đá, còn loại này thì loại khác này. Hoa đu đủ này mọi người. Hoa đu đủ thì nó cũng có rất là nhiều công dụng nha. Cái này thì mọi người phơi khô. Phơi khô rồi ngâm với mật ong. Tiếp tục sang bên này để chia sẻ cho mọi người này. Khu bên này là khu Trọng thấy là rất là nhộn nhịp. Tại vì là mọi người không chỉ bán trực tiếp ở đây mà còn đang bán online này. Live stream để bán luôn. Rất là đông đúc luôn đấy. Và đây là lần đầu tiên mà Trọng nhìn thấy loại cây này nhá. Ở đây thì mọi người bảo là trồng để chơi chơi hoa. Ở đây thì chủ yếu là live stream để bán hàng thôi. Lên đây mới thấy cảnh này. Mọi người thấy phiên chợ ở đâu mà như này chưa? Lần đầu tiên mà Trọng được trải nghiệm một cái phiên chợ đêm như này. Rất là nhộn nhịp luôn. Ở khu vực này thì chủ yếu là mọi người bán online thôi. Bán ở trực tiếp ở chợ vẫn có nhưng mà chủ yếu là online là nhiều rồi ạ. Phía bên này nữa này. Cây này thì củ nó rất là đẹp mọi người. Cái này mà trồng vào chậu thì Trọng thấy nó cũng khá là đẹp đấy. Phía bên này thì mọi người cũng đang live stream này. Khu này thì Trọng thấy là mọi người chủ yếu là bán live stream là nhiều. Hết cái dọc khu bên này luôn mọi người ơi. Tít trên kia này, đó. Hết khu vực này là chủ yếu là mọi người bày bán để live stream này. Trọng tiếp tục là đưa mọi người đi sang khu vực bên này nhá. Đi sang bên này đi em ơi. Đi sang bên kia đi. Ở dưới kia thì có một cái khu vực mà mọi người đang tổ chức sự kiện. Là đêm hôm nay sẽ có diễn ra tiết mục văn nghệ nhá mọi người nhá. Đi sang bên này à? Sang này tối thế nhỉ? Đêm hôm nay sẽ có văn nghệ nhá. Và ở đây thì sẽ diễn ra mỗi một tuần một lần đúng vào đêm thứ bảy nhá mọi người nhá. Mọi người có thể là lên đây để trải nghiệm. Phía bên này thì bán hàng gọi là bán hàng trong đêm tối luôn. Chả nhìn thấy gì luôn mọi người ơi. Mọi người ở đây thì xoay đèn điện thoại để bán hàng luôn đấy. Đây, ở dưới sân kia là khu vực mà mọi người đang tổ chức văn nghệ này. Còn ở trên này là khu vực bày bán các mặt hàng của bà con địa phương. Ở đây thì bà đang chặt táo mèo. Chặt táo mèo nhưng mà phải xoay đèn pin để chặt đó mọi người. Ở đây thì mọi người từ ở trên bản xa xuống đây có người hàng chục, hàng trăm cây cơ. Hơi tối nhá. Đây là quả táo mèo này còn nguyên xuống đây thì mọi người vừa bày bán, ai muốn mua hàng
Còn nguyên quả thì mọi người mua này, còn ai muốn mua cái hàng mà chặt sẵn như này thì mọi người mua này. Hàng chặt sẵn như này thì mọi người về chỉ cần phơi ra là được. Nhưng mà theo như Trọng nghĩ thì nếu mà Trọng mua thì mình sẽ thích cái hàng mà chưa chặt hơn. Về mình thích làm kiểu nào thì mình làm. Nhưng mà mình ngâm rượu thì có thể là để nguyên quả cũng được, hoặc là chặt ra cũng được. Ở đây thì mọi người bán bánh dày này. Hết dọc bên này là bánh rán này. Nói chung là ở đây thì bên này là bánh rán này. Nói chung là ở phiên chợ này Trọng đi gần hết rồi, nhưng mà chủ yếu là mọi người mang cây cảnh xuống đây để bán hàng live stream là nhiều nhá mọi người nhá. Đó. Hết khu vực bên kia là khu vực bán cây cảnh hết. Và mọi người chủ yếu bán bằng hình thức là live stream. Còn khu vực bên này thì bày bán là bánh rán này. Số bên này xem nào. Đây là dưa mèo, dưa chuột à. Dưa mèo mà ôi toàn những quả to thôi. Khi mà Trọng đến đây thì Trọng cũng có hỏi thăm bà con ở đây thì nhiều người thì họ bảo là nó giống như một cái phiên chợ tình ấy. Các cặp đôi trai gái ở trên bản họ kéo nhau xuống đây để đi chơi ấy mọi người. Đây toàn là những hàng nông sản mà bà con mang từ ở trên bản xuống đấy. Khoai này. Cái này là củ gì nhỉ? Củ bình vôi đúng không? Củ bình vôi đúng không? Củ một bình vôi loại bé với loại to mọi người. Nông sản này. Còn đây là cây cây nhượng nha mọi người nhá. Cái này chính xác nó là cây nhượng nha mọi người nhá. Đó. Nó rất gần giống cây cỏ máu. Còn đây là nấm ngọc cẩu này, nấm ngọc cẩu nhưng mà loại này là nấm cái. Nếu mà mọi người chọn mua nấm ngọc cẩu ấy, thì mọi người nên chọn mua nấm đực nhé. Nấm đực thì nó sẽ chất lượng hơn nấm cái. Nấm đực thì mọi người có thể nhận biết là nó sẽ lên một cây thẳng và nó sẽ không nở hoa bên dưới nhé mọi người nhé. Còn như cây này thì Trọng sẽ quay cho mọi người xem này. Đó, đây là một loại cây nấm ngọc cẩu cái này. Dạ vâng em xem nhé. Ở đây thì nó nở đây. Đó. Còn nấm đực thì nó sẽ lên thẳng nhé mọi người nhé và nó sẽ không nở như này. Mọi người thấy không? Đó, hiện tại như Trọng thấy thì mọi người bây giờ mới kéo đến đông hơn này. Lúc mà Trọng đến đây thì phiên chợ vẫn còn hơi vắng, nhưng mà hiện tại bây giờ rất là đông đúc luôn mọi người. Rất là nhiều mặt hàng vừa mới được bày bán ra. Khu vực bên này là táo mèo hết này. Live stream dạo này, mọi người sẽ đi khắp khu vực chợ này. Rồi live stream từng cửa hàng một. Nếu mà mọi người ai thích mã sản phẩm nào thì có thể là chốt đơn rồi mọi người sẽ lên đơn và gửi cho mọi người. Phía bên này là mọi người bán lan này, lan với cả cây đâu cây đấy là cây ấy chứ. Cây huyết giác. Cây huyết giác mọi người ạ. Đây là lan rừng. Nói chung là khu vực này thì mọi người hoàn toàn là bán hàng bằng hình thức live stream này. Rất là nhiều hàng mà, sâm nhiều lắm. Sâm Ngọc Linh này, đó phía bên này là sâm Ngọc Linh mọi người. Ở đây thì mọi người đang live stream nên Trọng cũng không tiện đến gần nhé mọi người nhé. Nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người nên là Trọng sẽ đứng xa đây để chia sẻ cho mọi người xem thôi. Phía bên này là một người live stream này. Phía bên này là một người live nữa này. Nói chung là Trọng đặt tên cho chợ này là gọi là chợ live stream đúng không ạ? Tất cả các góc đều là live stream. Đây nữa này, bạn này đang live bên này này. Ở đây thì bác này còn cầm cả dao để live stream luôn mọi người. Phía bên này cũng là đang bán sâm Ngọc Linh nhé mọi người nhé. Sâm Ngọc Linh thì
Thời gian gần đây Trọng thấy nó đang rất là hot. Đó, bà con ở trên bản vẫn tiếp tục chở cái loại cây, lúc nãy bảo cây đấy là cây gì nhỉ, tự nhiên quên mất tên rồi nhỉ. Sang đây hỏi xem nào. Tự nhiên cây đào đá đúng không? Cái này loại cây này nó có củ rất là đẹp luôn. Trọng thấy cái này mà trồng vào chậu thì nó rất là đẹp. Em chào anh nhá. Anh ơi, cái đây gọi là cây gì nhỉ anh nhỉ? Cây trà đá chứ không phải là cây đào đá đúng không? Cái này mình nhổ trên rừng đúng không? Nó ra hoa ấy nhỉ? Cái này mình chơi hoa hay là củ của nó có làm thuốc được không? Không. Chơi hoa thôi ạ. Củ nó rất là đẹp mọi người. Cái này mà trồng vào chậu thì Trọng thấy nó rất là đẹp. Mình mang xuống đây để live stream bán đấy nhỉ? Thế mọi người đây chỉ có bán live stream thôi nhỉ? Mỗi một gốc là nó ra rất là nhiều củ. Tiếc là Trọng hơi ở xa, nếu mà ở gần thì có lẽ là Trọng cũng sẽ mang về mọi người ạ. Tại vì mình thấy nó cũng khá là đẹp ấy. Xem ơi, Lan này. Lan mọi người lại tiếp tục trở ra khu vực khác để mà live stream tiếp. Hả? Củ, cái này là củ hết mà. Cái này hoa nó nửa to không anh? Hay là... À, ngón tay đâu, nhưng mà nó ra cả chùm à. Có khi mọi người ở thành phố đâu, mọi người còn biết hơn Trọng ấy chứ. Cây này thì kiểu Trọng cũng không phải là một người thích chơi cảnh nhá, cho nên là mình cũng không có tìm hiểu những cái loại cây này nhiều. Có thể là mọi người ai chơi cảnh nhiều thì mọi người cũng biết, quá biết loại cây này rồi. Mình ở xa chiều xuống đây không anh? Cái gì cơ? 40 cây à? Nhưng mà đây là mình mang xuống để nhờ họ live stream bán à? Tưởng là mọi người live stream là họ thu mua lại của mình. Tức là tập trung lại đây xong là bán được củ của ai thì người đấy hưởng đúng không? Rồi chia phần trăm đúng không? Có cần hỗ trợ không anh? Có cần phải giữ không? Sợ nó đổ không? Củ đẹp quá mọi người, nhưng mà tiếc là Trọng ở xa, nếu mà ở gần thì có lẽ là Trọng cũng sẽ lấy một cây về để trồng. Những cây này bình thường mọi người bán là bao tiền một cây anh? Ồ, có 45-50 nghìn một cây như này thôi mọi người ạ. Khá là đẹp luôn. Củ nó rất là to này, cái này mà trồng vào chậu thì gọi là đẹp tuyệt vời luôn mọi người ạ. Củ nó như này cơ mà. Có khi lấy một củ về trồng, ui ôi củ này đẹp thế. Có khi lấy một củ về trồng ấy chứ mọi người. Mình đi lên đây nó cũng đường nó cũng khá là xa, chỗ Trọng mà lên tới ở đây thì nó phải hơn 400 cây rồi cơ mọi người. Cho nên là đi nó cũng khá là xa, Trọng đi từ sáng mà đến gần tối mới tới nơi được. Ở đây chắc là mọi người bán xong rồi này. Bán xong rồi. Hoặc có thể là mọi người sẽ tiếp tục về nhà rồi chở thêm đồ xuống đây. Chờ ở đây thì họp đến mấy giờ anh? 11 giờ là tan à? Thế sáng mai có họp tiếp không? Có anh. À, sáng mai vẫn họp ở đây tiếp à? À, sáng mai thì có nhiều đồ không hay là cũng như này thôi? À, bây giờ tiếp tục mang sang bên này để live stream này. Bên này này. Toàn là cái loại cây đấy thôi có chắc là cái loại cây này mọi người ưa chuộng hay sao ấy. Thấy mọi người bán cây này rất là nhiều này. Đây củ này mọi người. Củ nó cũng khá là đẹp nhá. Cái này thì mọi người trồng trong đậu ấy thì nó rất là đẹp luôn. Yeah.
Kiếm được hàng gì chưa? Hả? Cái gì cơ? Sâm á? Đó. À cái đấy củ sâm à? Ôi nhìn chỗ này mình cứ tưởng là củ khoai lang chứ. Hóa ra đây là củ sâm à? À lúc này tôi tối nhìn lại cứ tưởng là củ khoai lang mọi người ạ. Hóa ra đây là củ sâm. Cái loại này mình gọt vỏ ra này. Gọt vỏ ra rồi bên trong nó sẽ có màu vàng. Ăn trực tiếp giống như khoai lang sống với mọi người. Nhưng mà ăn nó sẽ mềm hơn khoai lang nhá. Càng héo càng ngọt đúng không? Nó cũng kiểu như khoai lang ấy. Mình càng để lâu thì ăn nó sẽ càng ngọt. Vâng. Ra cái loại này mới nhổ ra ăn nó không ngon mà mình để héo đâu. Cái này thì mình đang bán bao nhiêu một cân đây cô? 20.000 một cân thôi ạ. À. To ngon hơn hả cô ạ? À? To ngon hơn đúng không? À, lúc nãy thì mình nhìn sơ qua thì tôi tối là cứ tưởng là củ khoai lang. Càng để éo càng ngon mà nhờ cô nhỉ? Thế là mai mình lại tiếp tục xuống đây bán à cô hay là đi chợ khác? Chỉ có là xuống đây thôi. Xuống đây thôi à? Nhưng mà ở đây nó có nhiều chợ mà. Có nhiều chợ. Có nhiều chợ phiên mà. Có nhiều chợ nhưng mà chỉ có là vào đây bán thôi. Nhưng mà chợ phiên ở đây to nhất hay là chợ đâu? Tại vì là chợ này thì nó ở giữa trung tâm thị trấn đấy mọi người, cho nên là trọng ý nó sẽ to nhất. Cái sâu tre kia thì bao nhiêu một cân đây cô? 300.000 một cân. À thế là cũng giống ở dưới chỗ Trọng rồi. Ở dưới chỗ mình thì cũng 300.000 một cân sâu tre mọi người ạ. Cái gì cô? Cái này thì họ toàn xuất khẩu sang Trung Quốc thôi. À xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều. Họ xuất khẩu sang Trung Quốc thôi. Dạ. Cái này thì chủ yếu là mình về mình chế biến để ăn thôi chứ hay là... Và nó không giống cái loại sâu chít kia. Sâu chít kia thì mọi người ngâm rượu được. Kiểu các cô, các bà ở đây thì có lẽ là cũng khá là quen với máy ảnh rồi. Hôm nào cũng được, tuần nào cũng được live stream thế này cho nên mọi người cũng quen lắm rồi. À, 3 giờ chiều là mình vào đây rồi. À, dạ vâng ạ. 10 giờ là hết chợ. Tức là tầm mấy giờ sáng thì mình tới đây? Bây giờ là 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ là sẽ phải về chỗ đấy. Tức là sáng mai thì mấy giờ là mình sẽ quay lại đây để bán ạ? Không, ngủ ở đây thôi. À, ngủ đây luôn ạ? À. À. Người đây ngủ ở đây còn. Tất cả là một người trên bản xuống đây là ngủ lại đây hết. Cái nhà cô cũng có người ngủ mà, cái nhà bán thì kia cũng có người ngủ. À, dạ dạ. Ở chỗ nào... bắt đầu giải hàng ra. À, thế là tầm 11 giờ là bắt đầu đi ngủ đúng không? Là 4 giờ sáng lại bắt đầu bày hàng ra bán. À, dạ. Đó, thế là bà con ở trên bản là mọi người sẽ ngủ lại đây hết nhé mọi người nhá. Tại vì là nhiều người họ cũng ở từ xa xuống ấy. Có người 40-50 cây, có người thậm chí là cả 100 cây cơ. Mọi người mang rất là nhiều đồ xuống đây cho nên là nếu mà về mà dọn về thì nó cũng khá là nhiều công mọi người ạ. Đi khá là nhiều chuyến này cho nên là mọi người sẽ ngủ lại đây luôn, mai tiếp tục là bày bán này. Rất là nhộn nhịp luôn, mặc dù là phiên chợ về đêm, tuy nhiên thì Trọng thấy là thì mọi người cũng đi chợ rất là nhiều. Mang về đây. Cái này mình không bán nữa à? Bán xong rồi à? À. Bán hết. À bán hết rồi ạ. À? Ôi rồi bán nhanh nhờ. Cái này là chắc mọi người mua buôn về đấy chứ. Dạ cái này chắc mọi người mua buôn thì mới hết nhanh như vậy.
Ở đây thì toàn bà con người Mông họ mang đồ xuống đây để bán đó mọi người ạ. Mọi người biết đây là quả gì không? Chắc là sẽ nhiều người không biết đây là quả gì này. Na này chị này. Đây gọi là mọi người được gọi là quả na này. À, cái này chín mềm rồi này, chín mềm rồi chị ơi. Nó lạ lắm mọi người ạ. Chưa bao giờ mà chọn thấy loại quả na nào mà nó như này luôn. Nhìn thì nó cũng giống quả na thật nhưng mà cái mắt của nó này. Đây mọi người, mắt của nó này. Thật á? Na lài ạ. À. Thế là chị cũng không biết như em đúng không? Chị ở đâu đến? Ở gần đây. Ở gần đây ạ. À, mấy chục cây. Mấy chục cây rồi ạ. Thế mà lại không biết quả này. Mình tưởng là mỗi mình không biết này. À, mọi người thấy lạ không? Không biết là cái loại quả này ăn có ngọt không này? Nó có ngon như cái quả na bình thường mà mình hay ăn không? Ở đây là nó chín rồi đây mọi người ạ. Trong đấy nó nứt hẳn ra rồi này. Lên trên này Trọng mới thấy loại quả này này. Không biết là mọi người xem video của Trọng thì đã từng được ăn thử cái loại quả này chưa? Trọng vừa đi một vòng ở chợ phiên để quay và chia sẻ cho mọi người xem. Theo như bà con ở đây bảo thì sáng mai sẽ lại tiếp tục họp chợ phiên ở đây. Nên là sáng mai thì Trọng lại tiếp tục ra đây. Nếu mà có gì hay thì Trọng sẽ chia sẻ cho mọi người xem nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Trọng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người nha.